Chào anh em nhá. Hôm nay Lưu La Tép lại vào làm cho anh em một cái video. Đấy, cái chủ đề hôm nay thì Lưu La Tép lại chỉ cho anh em một cái trường hợp, đó là trường hợp tép kêu bị tí kêu tí tí. Đấy, mình có rất nhiều những cái mẫu loa tép từ 500, 600. Đây đây. Hoặc là kể cả những cái đôi 1,5 triệu đây. Đấy nha anh em nhá. Đấy, nhưng mà đôi lúc thì hàng thì chúng tôi xuất đi rất là nhiều, anh em nhìn đây, đây nha, đủ các mẫu từ to đến nhỏ. Nhưng mà đôi lúc lại gặp những cái bộ da mà tép kêu bé tí kêu tí tí. Thì hôm nay tép kêu bé tí là nó từ đâu nhá, chỉ cho anh em nhá. Tép kêu bé tí kêu tí tí nguyên nhân là do vang này, hoặc là âm ly này, hoặc là những cái tầng xử lý mạch bắt tép ở đây. Đấy, đây ở vang thì nó nằm ở đây, vang đẩy thì nó nằm ở đây, các nút chỉnh đây. Đấy, chứ còn âm ly thì nó nằm ở đây. Đấy là do thiếu hụt giải tần, nó do những cái giả dụ như là họ do những cái vang kém chất lượng, họ vì kém chất lượng chẳng hạn, hoặc là do những cái chiết áp này nó hỏng chẳng hạn, thì nó sẽ mất giải đấy. Đấy, vừa rồi lúc đầu video mình sẽ chỉnh cho anh em rồi đấy. Ở đây là cái mạch xử lý bát tép. Đấy, đi là cái loa bát này, loa tép này, loa tép với loa bát thì nó phụ trách một cái giải, loa tép thì nó phụ trách giải tép, loa bát thì nó phụ trách giải bát. Nên là những cái chiết áp cân chỉnh đây. Đấy nhá, ở cái tầng này thì nó chỉnh từng các giải. Đây là giải tép, đây giải bát, đây giải chung. Đấy, ở cái trường hợp mà mình cắt giải nào thì ra loa nó sẽ mất giải đấy. Đấy anh em nhá. Đấy, nguyên nhân là dù những cái loại vang mà anh em tăng hết cái nút tép mà tép ở ra loa không ra nổi. Đấy là do vang của anh em quá lì. Đấy, cũng có thể là do chiết áp hỏng, cũng có thể là do cái bo mạch kém chất lượng. Ở những cái loại vang lì giải tần hẹp thì chúng ta không bao giờ chúng ta chỉnh được. Đấy, kể cả âm ly cũng vậy, hoặc là cái chiết áp thì nó hỏng chẳng hạn. Nhà ngoài những cái tép kêu bé tí là nó cũng có thể là do âm thanh gốc, do điện thoại này, hoặc là do điện thoại này, hoặc là do cái tivi. Đấy, nhưng cái trường hợp này nó ít thôi. Đấy, cái chủ yếu là do âm ly lì, vang lì. Đấy, mình sẽ lại chỉnh lại cho anh em nhá. Mình sẽ chỉnh lại cho anh em nhá. Chúng ta cắt giải nào thì ra loa sẽ mất giải đấy. Mỗi một cái chiết áp đây thì nó phụ trách một cái giải riêng. Đấy, giải bát này, giải chung này, giải tép này. Đấy. Vì thế là cái loa thì tép kêu bé tí không phải tại loa mà tại do âm ly lì, vang lì. Có rất nhiều âm ly lì, vang lì thì tép nó không ra nổi là nó do cái mạch xử lý bát tép. Anh em nhá, mạch xử lý tín hiệu. Đấy, anh em nhá. Dù mình ship cho kể cả đôi 1,5 triệu cũng không ra nổi. Đây đây. Ship vào cả đôi 1,5 triệu đây cũng không ra nổi này. Nếu mà âm ly chuẩn, vang chuẩn thì cái đôi 600k, 500k đây cũng ok rồi. Đấy nha, anh em phải xem lại nhá. Âm ly lì, vang lì là nguyên nhân số 1. Đấy, chứ không phải do loa anh em nhá. Đấy. Anh em nhá, anh xem lại nhá. Âm ly lì, vang lì là nguyên nhân số 1. Tép kêu bé tí kêu tí tí. Ok anh em nhá.